Thì như vậy thì các bạn mua với đơn giá 2 triệu mốt một mét vuông thì nó cũng chưa phải gọi là rẻ mà đang gọi là giá cao. Có nghĩa là các bạn đang mua hàng giả với giá cao. Thì như vậy nên là các bạn cần phải biết cách phân biệt bản lề kinh long giả và kinh long hàng chính hãng. Xin chào các bạn, tôi đến từ công ty cửa Nam Window. Thì hôm nay tôi sẽ làm một video hướng dẫn các bạn phân biệt bản lề kinh long chính hãng và bản lề kinh long giả, hay còn gọi là hàng loại 2, loại 3. Tại sao tôi làm cái video này? Để các bạn dễ hiểu thì tôi sẽ ví dụ như sau. Khi các bạn có nhu cầu làm cửa nhôm dây pha thì các bạn sẽ nhờ một số đơn vị báo giá sản phẩm cho các bạn. Thì trong đó các bạn sẽ thấy một báo giá chỉ có 2 triệu mốt một mét vuông thì các bạn thấy là cực kỳ rẻ so với mặt bằng chung. Tuy nhiên thì các bạn lại không biết đơn vị này họ lại sử dụng bản lề kinh long giả, mà cái sản phẩm cửa nhôm dây pha mà khi sử dụng bản lề kinh long giả thì đơn giá nó chỉ có 1 triệu 9 một mét vuông thôi. Đơn giá này là tôi ví dụ nha các bạn. Thì khi chúng ta so sánh đơn giá 1 triệu 9 với 2 triệu mốt thì các bạn thấy là có một sự chênh lệch giá khá lớn, là tới 200.000 một mét vuông. Thì như vậy thì các bạn mua với đơn giá 2 triệu mốt một mét vuông thì nó cũng chưa phải gọi là rẻ mà đang gọi là giá cao. Có nghĩa là các bạn đang mua hàng giả với giá cao. Thì như vậy nên là các bạn cần phải biết cách phân biệt bản lề kinh long giả và kinh long hàng chính hãng để mà tránh mua phải với giá cao. Thêm một cái nữa, hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều đơn vị thi công sản xuất cửa nhôm sinh pha. Do có nhiều đơn vị nên dẫn đến cái sự cạnh tranh giá thành rất là khốc liệt. Thì những cái đơn vị uy tín thì tôi không có nói làm gì. Những cái đơn vị mà không uy tín thì họ sẽ trộn hoặc là sử dụng hàng giả để đánh lừa các bạn. Thì những cái đơn vị không uy tín thì họ sử dụng hàng giả nhưng vẫn cứ cam kết với các bạn là họ sử dụng hàng chính hãng 100%. Bởi vì khi họ có sử dụng hàng giả đi chăng nữa thì các bạn cũng không biết đó là hàng giả hay hàng thật, nên họ đã lợi dụng điều này để đánh lừa các bạn. Chính vì thế mà tôi làm video này để hướng dẫn các bạn cách phân biệt, để tránh mua hàng giả với giá cao là một, tránh cái đơn vị không uy tín đánh lừa các bạn. Vậy thì khi nào chúng ta nên áp dụng những cái hướng dẫn phân biệt này? Đó là khi các bạn nghi ngờ về sản phẩm là một. Thứ hai là các bạn nhận được một cái báo giá tự dưng là cực kỳ rẻ, có là giá rẻ bất ngờ, thì các bạn nên áp dụng phương pháp phân biệt mà tôi sắp hướng dẫn. Thì ở đây tôi có chuẩn bị một số loại bản lề, bao gồm bản lề hàng chính hãng và hàng không chính hãng. Thì như các bạn thấy đây, thì các bạn nhìn vào đây thì các bạn không thể nào phân biệt được đâu là hàng giả và đâu là hàng thật được, đúng không ạ? Về bản lề kinh long cho cửa đi thì sẽ có hai chủng loại, bao gồm bản lề 4D, đây là 4D, và bản lề 3D sẽ có hình dạng như thế này. Thì kể cả 4D và 3D thì đều có hàng giả và hàng chính hãng. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt. Đầu tiên thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt về bản lề 4D trước, bởi vì các bản lề này dễ phân biệt. Thì đây là bản lề 4D kinh long chính hãng, còn lại ba cái này đều là hàng loại 2 hết. Thì để phân biệt bản lề 4D thì các bạn chỉ cần nhìn vào cấu tạo và hình dạng bên ngoài của bản lề là các bạn có thể phân biệt được rồi. Bởi vì cái hàng 4D kinh long chính hãng thì mới ra được vài tháng thôi, còn bản lề 4D kinh long loại 2 thì đã ra thị trường khoảng vài năm rồi. Và đây là hình dạng của các bản lề mà là 4D kinh long chính hãng. Đây, nó sẽ có nắp đậy ở đây, phần này sẽ có nắp vít này, các bạn nhìn hình dạng này đó, phần cốp bên trong nhỏ đây, có nắp đậy ở đây, là nắp vì tôi tháo ra rồi đậy dưới kia rồi đó. Đây, chiều dài của bản lề thì là 150, đây còn 5 con vít và đây 5 con vít đó. Còn đó là bản lề 4D kinh long chính hãng. Thì bản lề 4D kinh long chính hãng gồm có màu trắng và màu đen. Tiếp đến chúng ta sẽ xem bản lề 4D kinh long hàng giả sẽ ra như thế nào. Đây là bản lề 4D kinh long hàng giả, hai đầu sẽ không có nắp. Đây có 4 con vít, đây 6 con cốt to. Đây là loại dài 20 phân nha các bạn. Các bạn nhìn hình dạng nó khác hẳn, nhìn hình dạng mà nó khác hẳn, đúng không ạ? Giữa hàng chính hãng và hàng không chính hãng nó khác hẳn. Đây, chính hãng thì nó khác hẳn. Thì ở cái sản phẩm 4D kinh long giả nó sẽ có thêm một loại nhỏ, là một loại có chiều dài là 150. Đây các bạn nhìn thấy đây, ngắn chiều dài là 150 và cũng có cấu tạo tương tự như cái loại dài kia. Đây, đó. Đây là hàng giả.
giảm thì cái cơ đế này nó cũng to, cơ đế những cái đế bắp vít cho các bạn này này khá lớn này, đó, các bạn nhìn thấy đó. Như vậy thì các bạn mới có thể phân biệt được bản lề 4D kim long chính hãng và bản lề 4D kim long giả. Rồi tiếp đến tôi sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt hàng giả và hàng chính hãng ở loại bản lề 3D. Thì ở đây tôi có 5 cái bản lề 3D, trong đó bao gồm có 2 cái hàng chính hãng và 3 cái là hàng giả. Thì khi các bạn nhìn sơ qua đây thì các bạn không biết đâu là hàng giả, đâu là hàng chính hãng, đúng không ạ? Thì ở đây tôi nói luôn, thì đây là 2 cái hàng chính hãng, còn đây là 3 cái hàng giả. Thì trong 3 cái hàng giả này sẽ có 2 cái giá chỉ bằng 1/3 cái hàng chính hãng và có 1 cái giá bằng 1/4 hàng chính hãng. Thì các bạn thấy sự chênh lệch giá rất lớn, đúng không ạ? Thì để các bạn thấy sự chênh lệch giá này rõ ràng hơn thì tôi sẽ ví dụ như sau. Chúng ta có một bộ cờ đi một cánh với 20 vuông. Thì bộ cờ đi một cánh thì thường thì chúng ta sẽ sử dụng 3 các bản lề. Tôi ví dụ như các bản lề hàng chính hãng này thì nó là 200.000 một cái đi. Đơn giá là tôi chỉ ví dụ thôi nha các bạn. Đối với hàng giả mà đơn giá 1/3 thì nó là 70.000. Còn đối với hàng đơn giá 1/4 thì nó là 50.000, đúng không các bạn? Thì 3 các bản lề chính hãng thì sẽ mất 600.000. Còn khi chúng ta sử dụng các loại mà bằng 1/4 thì 3 các bản lề nó chỉ 150.000 thôi. Thì giữa 600.000 và 150.000 thì các bạn thấy là chênh lệch tới 450.000 lận. Chúng ta lấy 450.000 này chúng ta chia cho 2 mét, thì các bạn thấy khi chúng ta sử dụng 3 các bản lề hàng chính hãng là đã mắc hơn cái loại này là tới hơn 200.000 một mét. Có nhiều đơn vị thì họ sẽ sử dụng trà trộn vào, ví dụ như họ dùng một cái chính hãng, 2 cái hàng giả. Có đơn vị sử dụng 2 cái chính hãng, 1 cái hàng giả. Đó là tôi ví dụ nha các bạn. Cái trường hợp này có xảy ra đó. Khi các bạn kiểm tra thì họ chỉ đưa vào cái hàng chính hãng cho các bạn. Rồi các bạn kiểm tra, các bạn thấy đúng mà bạn không kiểm tra nó. Thì qua ví dụ rồi thì các bạn có thể thấy sự chênh lệch về giá thành khi sử dụng hàng giả và hàng chính hãng ra sao rồi, đúng không ạ? Thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt. Thì trước đây tại website công ty chúng tôi có một bài viết hướng dẫn phân biệt hàng giả và hàng chính hãng ở bản lề 3D này lâu rồi. Tuy nhiên thì các bạn biết nó bị tụt hậu đi. Có nghĩa là cái hàng giả này làm giống y chang, làm ngày càng giống hơn, có là tinh vi hơn, nói chung là giống hàng thật hơn, để các bạn không còn biết cách phân biệt nữa. Tuy nhiên vẫn có một số cách phân biệt. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách phân biệt nhanh nhất và dễ nhất, không cần phải kiểm tra nhiều cái làm gì. Để có thể phương pháp của này của chúng tôi sẽ dần dần sẽ bị tụt hậu. Tuy nhiên thì khi đó thì chúng tôi sẽ làm một video mới để hướng dẫn các bạn lại. Thì cách phân biệt rất là đơn giản, các bạn chỉ cần tháo cái cốt này ra thôi. Khi cái bộ cửa lắp cửa vào rồi thì các bạn cần nhấc cánh ra thôi thì các bạn cũng thấy cái phần này lòi ra. Thì đối với hàng chính hãng thì nam châm nó sẽ hít đó. Còn đối với hàng không chính hãng thì nam châm nó sẽ không hít. Hít ở đây không phải hít ở đây không phải là cái này là bằng sắt nha các bạn, mà cái này là bằng inox, nhưng mà loại inox có từ tính inox 401, còn loại này có thể là inox 201 loại không hít, hoặc là loại inox 304. Cái này thì tôi cũng không rõ, nhưng mà cái này là bằng inox, tôi cũng có kép qua rồi, nhưng mà tôi cũng chưa thử là inox 201 hay là 304 nữa. Thì đó là cách phân biệt dễ nhất, là các bạn chỉ cần test nam châm ở đây đối với hàng chính hãng. Đối với hàng chính hãng test nam châm hít ngay đó, hít này đó. Còn đối với hàng mình biết cách phân biệt rồi. Không cần phải tháo bản lề ra, các bạn chỉ cần nhấc cái cánh này các bạn có thể kiểm tra được rồi. Ngoài ra thì còn có sự khác nhau về nước sơn và trọng lượng, thì để tôi sẽ test trọng lượng cho các bạn xem luôn. Thì đối với hàng chính hãng thì bao giờ trọng lượng nó cũng nặng hơn, các bạn có thấy gì không nhỉ? Để tôi quay lại gần đây. Đối với hàng chính hãng thì bao giờ cũng có trọng lượng nặng đây. Các bạn thấy là toàn từ 3 lạng không? Chúng ta thử cân thử hàng giả nhé.
Đây, cái loại này giá bằng 1/4 này, đó. Nhẹ hơn hẳn 40g. Còn cái loại này thì giá bằng 1/3, gần nặng tương đương. Đó là về trọng lượng. Ngoài ra thì chúng ta có thể phân biệt về nước sơn. Đây, tôi ví dụ như nước sơn về màu trắng đi. Thì ở hàng chính hãng thì cái nước sơn nó sắc nét hơn. Cái này quay nên là khó, các bạn cũng khó nhìn. Cái này phải nhìn thực tế thì các bạn mới dễ so sánh. Còn để phân biệt thì các bạn cứ áp dụng phương pháp tôi vừa hướng dẫn là có thể biết cách phân biệt rồi. Sau đây tôi xin kết thúc video này. Nếu các bạn có nhu cầu làm cửa nhôm sinh pha hay những loại cửa nhôm kính cao cấp hơn sinh pha, có thể truy cập vào website cửanhựa50.com hoặc liên hệ đến hotline của chúng tôi để nhận báo giá và tư vấn. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.